Tử vi tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 tháng 6 âm lịch. Thưa quý vị, những người này đang trắng tay bỗng dưng đổi vận giàu sang, mua nhà rộng xe sang, khao cả làng. Vâng, xin được mến chào tất cả quý vị đang quay trở lại với chương trình Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, trong 12 con giáp thì con Khỉ là con giáp đại diện cho sức mạnh và sự khôn khéo được mọi người tôn kính. Những người tuổi Khỉ vì thế mà thông minh, sắc sảo và luôn đạt được rất nhiều những thành công trong cuộc sống của mình. Họ chính là những người có uy quyền, có địa vị. Những gia chủ tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, họ sống rất vô tư, lạc quan và yêu đời. Họ luôn mang đến tiếng cười, niềm vui và cùng với đó chính là những niềm hạnh phúc cho những người xung quanh của mình. Bởi vậy mà những gia chủ tuổi Mậu Thân có nhiều mối quan hệ rộng rãi, được bạn bè, người thân xung quanh yêu mến. Họ có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng và thấu hiểu được mọi góc cạnh của mọi vấn đề. Bởi vậy mà trong công việc thì họ luôn cảnh báo cho những người khác, những người xung quanh của mình ở những nguy hiểm đang rình rập phía sau cũng như là phía trước. Nhờ vào sự tinh tế ấy mà những người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 dễ dàng họ có thể thấu hiểu được nỗi niềm thầm kín của rất nhiều người và từ đó họ sẽ có những cách chia sẻ giúp đỡ cho những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn. Và trong tháng 6 âm lịch năm 2022 của những gia chủ tuổi Mậu Thân, họ phạm phải hạ xung thái tuế và đây dự đoán là một năm có rất nhiều những trắc trở đối với tuổi này. Vậy thì với con mắt tinh tế và khả năng ứng biến nhạy bén của mình thì những khó khăn trắc trở đó có làm khó được những gia chủ tuổi Mậu Thân hay không? Thưa quý vị, nhờ được thần tài ban lộc và được quý nhân tương trợ giúp đỡ nên trong năm 2022, Nhâm Dần, gia chủ tuổi Mậu Thân dễ dàng có thể vượt qua được những khó khăn này. Tử vi học dự báo tháng 6 âm lịch là thời điểm đột phá của những quý vị gia chủ tuổi Mậu Thân. Vậy thì vận trình tài lộc của những gia chủ tuổi Thân 1968 trong tháng này như thế nào? Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong tháng 6 âm lịch năm 2022. Người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 mệnh đại dịch thổ, tính tình lạc quan, vui vẻ, phóng khoáng, thoải mái. Họ không ngại khó khăn, dũng cảm đương đầu với mọi thử thách trên đời. Không được phúc anh em gia đình trợ giúp, phải tự tay lập nên cơ nghiệp, độc lập tự cường mới có thể thành công. Tiền vận có phần vất vả và nên học lấy một nghề để có cơ hội đổi đời, làm nên nghiệp lớn. Từ sau tuổi trung niên thì Mậu Thân có được cuộc sống khá an nhàn, thu nhập ổn định, nữ mệnh có phần cố chấp và ngang bướng. Người tuổi Mậu Thân là người tài năng, song áp lực công việc lớn lại phải chịu sự gièm pha từ những kẻ xung quanh cho nên con đường tiến thân không mấy thuận lợi. Có những khi họ phải cắn răng chịu đựng, kiên can bền chí thì mới đến được với thành công. Tuy nhiên cũng cần phải chú ý đừng nên cố chấp mà gây mâu thuẫn với đồng nghiệp khiến cho mối quan hệ xấu đi. Trong tháng này, các quý vị gia chủ Mậu Thân sẽ cần phải chú ý nhiều hơn về vấn đề tâm tính của mình, biết cách thuận theo nghịch cảnh mình đang gặp phải để tìm cơ hội phát triển. Tình trạng sức khỏe của những người tuổi Mậu Thân có dấu hiệu giảm sút ít nhiều so với trước đây. Các chứng bệnh cũ có thể tái phát, vì thế mà bản mệnh không nên đi xa quá nhiều và không nên để thân thể mệt mỏi kéo dài. Nếu có bệnh thì nên chú ý chuẩn bị thuốc men đầy đủ trước khi đi ra khỏi nhà. Tháng này không phải là một tháng thuận lợi với bản mệnh, vì thế tránh việc di chuyển sửa sang nhà cửa. Người cao tuổi thì cần chú ý bảo vệ sức khỏe và không nên tạo cơ hội cho các chứng bệnh cũ tái phát. Và nếu chú ý vận động, rèn luyện sức khỏe một cách hợp lý thì có tác dụng rất tốt, nâng cao sức khỏe, giúp tinh thần thư thái, vui vẻ. Đồng thời, chúng ta cũng cần phải có thời gian nghỉ ngơi hợp lý. Xét về thiên can, Mậu Dương Thổ gặp Đinh Âm Hỏa nên gọi là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các quý vị gia chủ Mậu Thân trong tháng này, cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề, cần giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý, tránh gặp phải những thị phi không mong muốn làm phật lòng những người xung quanh. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Trong tháng 6 âm lịch, bản mệnh thường trở nên khá nóng nảy, cảm xúc lên xuống thất thường, gây ảnh hưởng đến sự nghiệp. Bạn dễ nổi nóng vì những việc nhỏ nhặt khiến cho quyết định đưa ra trở nên vội vàng, thiếu chính xác, gây ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả công việc. Người sinh năm 1968 có thể gặp một vài cơ hội làm ăn và nhất là với những người làm đầu tư, tiếp thị. Nếu có cách ứng xử phù hợp, bạn có thể mở rộng mối quan hệ khách hàng, đối tác của mình, đem lại nhiều lợi ích cho tương lai.
Tuy nhiên, cần phải chú ý thăng tiến của bạn có thể khiến cho nhiều kẻ tiểu nhân ngứa mắt. Hãy chú ý và đề phòng những kẻ tiếp cận mình quá nhiệt tình. Thành công đến cũng không hề dễ dàng, thậm chí phải vất vả, lo toan mới có được. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hãy hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Nhờ vào sự cố gắng nỗ lực không mệt mỏi của chính bản thân, người sinh năm 1968 cũng sẽ đạt được những thành tích nhất định trong công việc. Những người làm công ăn lương cần phải cẩn thận với công việc mình đang phụ trách, tránh gây ra sai sót ảnh hưởng đến tập thể và thu nhập cá nhân. Nếu làm đầu tư, kinh doanh thì bản mệnh cũng suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Còn với những người làm kinh doanh buôn bán thì làm bao nhiêu, ăn bấy nhiêu, tháng này nếu thật sự chăm chỉ thì chắc chắn thu nhập cũng không thể nào ít được. Tuy nhiên, cũng chính do tính cả nể hào phóng của bạn nên đã cho người khác vay tiền mà không tính toán. Bạn cần học cách quản lý chi tiêu và các vấn đề liên quan đến tiền bạc, chớ nên quá phóng tay trong việc mua bán đồ dùng hàng ngày. Nếu không thì dù tiền lương có tăng cao, bạn cũng ít có được khoản tiết kiệm. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn thì điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó thì tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Người tuổi này không nên quá tham công tiếc việc mà lao động quá sức. Mục tiêu của bạn càng cao, càng xa thì càng cần phải có thời gian mới thực hiện được. Nếu dồn sức mình trong một khoảng thời gian quá dài, bạn dễ rơi vào tình trạng lao lực. Áp lực từ công việc cộng thêm với tuổi bạn không còn trẻ đã khiến cho bản thân rất mệt mỏi, ảnh hưởng đến tâm trạng giấc ngủ. Bạn cần chắc chắn đảm bảo có giấc ngủ đủ, chăm sóc bản thân và có chế độ dinh dưỡng cùng với lịch sinh hoạt hợp lý. Và đôi khi chúng ta cần phải gạt bỏ công việc sang một bên để tĩnh dưỡng lại tinh thần. Các quý vị gia chủ mậu thân hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và sử dụng theo ngày giờ nhất định, theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi mậu thân. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tử vi tình duyên tháng này cho rằng nam mệnh lại có số đào hoa hơn nữ mệnh. Tuy nhiên, nếu là người đã lập gia đình thì bạn cũng cần phải chú ý giữ khoảng cách thích hợp với người khác, chớ nên vì hư vinh hoặc là ham vui nhất thời mà lại có những hành động gây tổn hại danh tiếng, ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình. Người chưa lập gia đình có thể mở rộng mối quan hệ của mình, quen biết thêm với những người triển vọng. Tháng này gia đình bạn sẽ có chuyện vui và có thể là lễ cưới hỏi của con cái hoặc là một chuyến đi du lịch xa. Đây chính là cơ hội để gia tăng tình cảm gia đình, cải thiện mối quan hệ của bạn cùng với các thành viên. Tổng quan tháng 6 âm lịch năm Nhâm Dần 2022, tháng Đinh Mùi năm Nhâm Dần. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 6 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, tức ngày 29 tháng 6 năm 2022 đến 28 tháng 7 năm 2022 dương lịch. Tháng 6 Đinh Mùi có nạp âm là Thiên Hà Thủy, tháng Mùi, Lục Hợp Ngọ, Tam Hợp Mão và Hợi thành Mộc Cục, Xung Sửu, Hình Sửu, Hại Tý, Phá Tuất và Tuyệt Sửu. Đối với những người tuổi mậu thân trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 2 tháng 6 năm 2022, tức ngày 30 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Dần, có nạp âm là Đại Khê Thủy. Ngày âm lịch, ngày 14 tháng 6 năm 2022, tức ngày 12 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Bính Dần, có nạp âm Lôi Trung Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 26 tháng 6 năm 2022, tức ngày 24 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Dần, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mậu Thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều lần, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và chúng ta cũng không nên vung tay quá chán trong chuyện chi tiêu.
các ngày tốt đối với những người tuổi Mậu Thân trong tháng 6 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày 5 tháng 6 năm 2022, tức ngày 3 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Đinh Tỵ, có nạp âm Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch, ngày 17 tháng 6 năm 2022, tức ngày 15 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Kỷ Tỵ, có nạp âm Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch, ngày 29 tháng 6 năm 2022, tức ngày 27 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Tân Tỵ, có nạp âm Bạch Lạp Kim. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của những quý vị gia chủ tuổi Mậu Thân 1968 trong tháng 6 âm lịch, và qua đó quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong tháng 6 âm lịch này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chọn vào biểu tượng quả chuông thông báo để có thể luôn là người đầu tiên chúng ta nhận được những video mới nhất của kênh, cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo.